Ông Hội, sau khi khỏi COVID-19 thì những triệu chứng yếu cơ và mệt mỏi vẫn luôn thường trực xuất hiện. Người cao tuổi nước ta thường mắc nhiều bệnh cùng một lúc, trung bình mỗi người mắc 3 bệnh. Họ luôn phải đối diện với nguy cơ lão hóa cao. Ba mẹ dành phần lớn thời gian để chăm sóc con cái, gia đình, lo toan công việc. Chính vì vậy mà nhiều khi họ cũng quên mất việc chăm sóc bản thân mình. Bệnh của chú cũng có tuổi nên là cái xương khớp nó cũng đã có từ trước rồi. Sau khi COVID thì tôi cũng có điều chỉnh lại một số thứ. Ví dụ như kiểu mình sinh hoạt các thứ là mình có phải thay đổi về cái thực phẩm, dinh dưỡng, về cái tập luyện. Đôi khi là mình tập trung vào công việc hoặc là tập trung vào cuộc sống cá nhân ấy, thì có thể là gây lơ là, quên mất là cái bổn phận là phải chăm sóc cha mẹ. Thì người cao tuổi thì cũng là những cái đối tượng mà phải chịu những cái tổn thương sau Covid, hậu Covid khá là nặng nề. Người cao tuổi thì có đặc điểm là hay suy nghĩ, ít nhất một tuần ăn uống với bố mẹ một bữa. Cái đợt Vu Lan báo hiếu này cũng là cái thời điểm để nhắc nhở chính bản thân mình, tất cả mọi người là cần phải quan tâm chăm sóc bố mẹ. Không có món quà nào lớn hơn nụ cười và sức khỏe của những người thân yêu trong gia đình. Thế nhưng đối với những người già neo đơn, chỗ dựa tinh thần duy nhất với họ là cộng đồng. Trước bối cảnh nguy cơ dịch chồng dịch, sự xuất hiện của những câu lạc bộ liên thế hệ tại địa phương như lá chắn bảo vệ họ. Khi đó người già neo đơn không còn cô đơn. Trong cái đợt dịch này là người cao tuổi là ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và về cả đến kinh tế, đến tinh thần. Cho nên là sinh ra cái câu lạc bộ này để giúp đỡ những người như thế, phải trực tiếp để giúp đỡ, để động viên, đỡ về tiền thuốc, chúng tôi tạo cả việc làm, chúng tôi cho vay vốn, vẫn cứ tiếp tục để đi để giúp đỡ lẫn nhau, cũng chưa nghỉ mà cũng chưa bỏ. Khi đã ở cái dốc bên kia của cuộc đời, con người ta chỉ cần tình yêu thương, những giá trị tinh thần được đặt lên trên hết, đó là tình yêu thương, sự biết ơn, báo hiếu của con cháu đối với những đấng sinh thành.